Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá một đường dây vận chuyển ma túy lớn từ Trung Quốc về Việt Nam do 7 đối tượng cầm đầu và thu giữ hơn 3.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tăng vật liên quan. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đứng đầu đường dây này là Nguyễn Hoài Thanh, sinh năm 1974, trú tại số nhà 002A, đường Nghĩa Đô, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Nguyễn Hoài Thanh đã bị Công an thành phố Móng Cái bắt tại khu 4, phường Trần Phú, khi đang vận chuyển 1.000 viên ma túy tổng hợp và 280,52 gam ma túy tổng hợp dạng đá từ Trung Quốc về thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Sau khi tiến hành điều tra và lấy lời khai, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục bắt giữ 6 đối tượng khác trong đường dây này, trong đó có Lê Đức Thắng, sinh năm 1972, trú tại Thanh Bình, tỉnh Ninh Bình, cầm đầu khi các đối tượng này đang vận chuyển ma túy từ khu vực biên giới đến gần trạm kiểm soát km 15, thành phố Móng Cái, và thu giữ 2.325 viên ma túy tổng hợp, 428,83 gam ma túy tổng hợp dạng đá mà các đối tượng này cất giấu trong một loa vi tính. Hiện cơ quan điều tra đang hoàn tất thủ tục để sớm xét xử các đối tượng trên.